VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên gia âm thanh karaoke VDA của chúng tôi ngày hôm nay. Và vừa rồi quý vị và các bạn đã vừa nghe thử âm thanh ngay trong chiếc loa JBL RM10 25 mã của chúng tôi. Đó, chiếc loa ngay kế bên Mỹ Linh đây. Và trong video của chúng ta ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ mang tới cho chúng ta hai trải nghiệm. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ nghe thử âm thanh trên chiếc loa này với hai dòng nhạc. Thứ nhất, đó là dòng nhạc trữ tình và thứ hai là dòng nhạc trẻ vô cùng là sôi động. Và sau đó thì Mỹ Linh sẽ tự tay cầm mic và hát một ca khúc cho chúng ta để chúng ta có thể là thẩm âm và nghe thử xem là cái với những cái dòng nhạc khác nhau thì chiếc loa này mang tới âm thanh, trải nghiệm âm thanh nghe hay đến như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhá. Và trước khi mà chúng ta đi vào trải nghiệm đầu tiên thì giờ hãy cùng Mỹ Linh ngắm nghía thử xem thiết kế của chiếc loa này nhá. Đó, chiếc loa với thiết kế hình dáng hơi giống chiếc tivi thùng thời xưa đó các bạn ạ. Đó, cho nên là nó rất là gọn gàng. Và với một thiết kế cũng không phải là quá phức tạp khiến cho chúng ta có thể dễ dàng bưng lên. Với mà một cô gái chân yếu tay mềm như Mỹ Linh, cái chuyện mà bưng lên nó không phải là việc quá khó khăn. Thì Mỹ Linh nghĩ là với những anh thanh niên thì đây là việc vô cùng dễ dàng, chúng ta có thể mang đi đặt ở trên kệ tủ hay là kệ sách hay bất kỳ chỗ nào chúng ta muốn, đúng không ạ? Rất là dễ dàng đấy ạ. Đó, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí vận chuyển. Và tiếp theo thì hãy cùng Mỹ Linh xem thử xem cái thiết kế phía bên ngoài của chiếc loa này nhá. Những chị em phụ nữ nói riêng như Mỹ Linh ý, thì là rất là để ý tới ngoại hình đấy ạ. Thiết kế, wow, đây là một chiếc màng kim loại bọc. Wow, chiếc màng kim loại vô cùng chắc chắn quý vị và các bạn ạ. Đó, có logo của hãng ở đây. Đó, và để bảo vệ cho cái phần phía trong của chúng ta đây, quý vị các bạn thấy không? Rất là chắc chắn và yên tâm luôn ạ. Đó. Thế còn những cái phần xung quanh thì sao nhỉ? Với những cái đường viền bo tròn này thì khiến cho chúng ta hạn chế được những là va chạm của chiếc loa thùng để khiến cho bảo vệ được loa của chúng ta có tính thẩm mỹ lâu hơn và bền bỉ hơn. Đó. Mình sẽ xoay các bạn xem những mặt khác nhé. Đó. Cái xung quanh đây là bọc bằng những miếng gỗ được phun sơn đen, vô cùng là tinh tế và sang trọng ạ. Quý vị và bạn thấy không? Thiết kế rất là đơn giản, vô cùng tối giản khiến cho chúng ta dễ dàng mang đi mang lại và không quá phức tạp, khiến cho trẻ con là không bao giờ ngại về chuyện dây điện này. Đó, quý vị và bạn thấy không? Đó. Đây là logo của hãng được in một cách tinh tế, nhỏ gọn. Ok, vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử âm thanh trên chiếc loa này nhé. Và cái âm thanh đầu tiên mà tất cả mọi người đều quan tâm đó chính là dòng nhạc trữ tình, đúng không ạ? Dòng nhạc trữ tình là dòng nhạc mà không chỉ là ông bà và cha mẹ chúng ta đều rất thích, mà bây giờ có nhiều bạn thanh niên cũng rất là thích đấy ạ. Ví dụ như là bài hát Xô Tím Thiệp Hồng, một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc Bolero đang được giới trẻ là yêu thích và ưa chuộng đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử nhé. Lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Wow, quý vị và các bạn cảm thấy thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Với âm thanh như thế này. Ôi, với một người mà không phải là fan hâm mộ của nhạc Bolero mà Mỹ Linh còn cảm thấy là vô cùng xúc động và da diết đấy ạ. Đó, quý vị và bạn thấy không? Với cái thiết kế này, với thiết kế với bass này của chúng ta mang lại cho JBL một cái âm thanh vô cùng là trầm ấm và sâu lắng. Thế nhưng quý vị bạn có thể để ý không? Là mặc dù là rất là trầm ấm, thế nhưng mà âm thanh vẫn rất là tròn vành, rõ chữ và trong và rất là sáng, không hề bị nhiễu những cái âm thanh lại với nhau, đúng không ạ? Đó, hẳn là các bạn fan hâm mộ Bolero rất là thích chiếc loa đấy ạ. Thế nhưng mà những cái bạn trẻ mà thích nhọc nhạc sôi động thì sao nhỉ? Hay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm luôn bây giờ nhé. Cô ai cũng đang nhún nhảy như Mỹ Linh khi nghe dòng nhạc này không ạ? À? Và các bạn có thể thấy không?
với một âm thanh mà sống động khỏe khoắn như vậy thì chiếc loa này của chúng ta JBL-RM12 La Mã mang lại chúng ta một trải nghiệm âm thanh là vô cùng khỏe khoắn và chắc chắn, đúng không ạ? Đó chính là nhờ thiết kế bass đặc biệt của chiếc loa này đấy ạ. Đó, các bạn thấy không? Khi nghe cái dòng nhạc này thì trong người chúng ta cảm thấy là phấn chấn, đúng không ạ? Mỹ Linh là một fan trung thành của nhạc nhạc trẻ, cho nên là khi nghe chiếc loa thì Mỹ Linh là chắc chắn là muốn mang ngay về nhà ngay lập tức đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là qua những trải nghiệm âm thanh vừa rồi, chúng ta thấy rằng đôi loa thùng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa được trải nghiệm âm thanh từ đôi loa thùng JBL-RM12 La Mã vừa rồi, phải không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là chiếc loa này có thể chơi cực kỳ tốt với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhạc trữ tình êm dịu cho tới nhạc trẻ vô cùng sôi động. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chiếc loa thùng này có thể trải đều nhạc ở trong những căn phòng có diện tích lên tới hơn 30m². Đó, và âm thanh của chúng ta vẫn có thể giữ được độ trong sáng và tinh tế như lúc ban đầu. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc loa này không hề kén âm ly, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại âm ly khác nhau mà vẫn mang lại những trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt. Vậy là còn một cái vấn đề mà Mỹ Linh nghĩ rằng ai cũng rất là quan tâm, đó chính là vấn đề giá. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chúng ta mua hàng tại Video Shop thì luôn nhận được mức giá vô cùng ưu đãi. Với cặp loa thùng tuyệt vời này thì với giá chỉ có 8.500.000 đồng mà thôi, kèm theo đó là một phiếu bảo hành lên tới 2 năm và tặng kèm theo 20m dây loa. Đó, và đặc biệt hơn nữa là với 99 khách hàng đầu tiên của chúng ta khi đặt hàng thì sẽ nhận được mức giá còn ưu đãi hơn rất rất là nhiều. Và nếu các bạn tò mò muốn biết mức giá ưu đãi đó thì hoàn toàn có thể comment hoặc để lại số điện thoại ở đây ngay dưới video này để trở thành những khách hàng may mắn tiếp theo của chúng tôi với mức giá vô cùng là tuyệt vời. Đó, và nếu như chúng ta còn băn khoăn gì thêm về sản phẩm thì hoàn toàn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi www.vidiashop.net hoặc www.vidia.vn và chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những thông tin sâu hơn hoặc là rõ hơn về sản phẩm này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.